Xin chào, tôi là người dẫn đường và hôm nay hãy xem tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị tinh thần gì trong video này nhé. Đừng quên bấm đăng ký cho kênh để cập nhật thông báo video sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều. Không đến theo giấy triệu tập của công an, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn kêu cứu. Cụ thể, ông Tuấn tố giác bà Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp đối với mẹ ông là bà Phương Hằng. Theo giấy triệu tập, trong sáng ngày 24 tháng 3, bà Oanh đã phải có mặt tại phòng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không có mặt. Đồng thời, sau khi nhận giấy triệu tập Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Oanh đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan, ban ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn gửi công an, bà Oanh khiếu nại hai nội dung. Thứ nhất, theo bà Oanh, ông Tuấn không có tư cách để thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này. Thứ hai, bà Oanh cho rằng trong vụ án của bà Phương Hằng, mình là bị hại. Do đó, việc PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh tách riêng đơn tố giác của ông Tuấn rồi gửi giấy triệu tập thay vì giấy mời cho bà là không đúng luật. Tôi cảm thấy mình không khác gì tội phạm, mặc dù tôi đang là nạn nhân và không thực hiện bất kỳ một hành vi trái pháp luật nào đối với bà Hằng cũng như ông Tuấn, ca sĩ Vy Oanh cho biết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, cơ quan công an triệu tập bà Oanh đến làm việc để làm rõ nội dung tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn là đúng với quy định của pháp luật. Ca sĩ Vy Oanh nói rằng, bà Hằng chưa từng có đơn tố giác ca sĩ Vy Oanh về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hằng như trong đơn ông Tuấn nêu. Bà Hằng đã thành niên, mặc dù bà đang bị tạm giam nhưng chưa có quyết định của tòa án tuyên bố về việc bà bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, bà Hằng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Lẽ đó ông Tuấn không có quyền tố giác thay. Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm danh dự, uy tín thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác tôi. Ông Tuấn không phải bà Hằng, ông không thể bị tổn thương thay cho bà. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác tôi thay cho bà Hằng. Ca sĩ Vy Oanh đặt vấn đề. Ca sĩ Vy Oanh cho rằng, ngoài việc tố giác cô thì ông Tuấn còn có tố giác nhiều người. Do vậy, để tránh việc lợi dụng quyền tố giác, trình báo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, Vy Oanh đã đề nghị ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về việc tố giác. Nếu thông tin sai sự thật, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi khẳng định, đến nay tôi không có bất kỳ lời nói, hành vi nào trong đời sống thường ngày hay trên mạng xã hội xâm phạm, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng như nội dung được tố giác ông Tuấn nêu. Tất cả những gì có liên quan, lời khai bị hại, trong đó có tôi đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Ca sĩ Vy Oanh khẳng định. Từ những lập luận trên, ca sĩ Vy Oanh đề nghị không tiếp tục giải quyết đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn do ông Tuấn không phải là chủ thể có quyền tố giác tội phạm quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này và nếu thích, đừng quên nhấn like, share và nhấn nút đăng ký, cập nhật thông báo cho kênh. Xin lưu ý, kênh không thực sự sở hữu những thông tin trong video. Mọi thắc mắc, bản quyền, xin liên hệ qua email. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.